Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cách làm kem chuối. Để làm kem chuối các bạn chuẩn bị cho mình những quả chuối nhé. Đây là chuối lá và đây là chuối tiêu và đây là chuối lá. Các bạn có thể dùng nhé. Chuối nào cũng được ạ. Và mình chuẩn bị như là dừa sợi, các bạn cho mình 50g 50g sữa đặc có đường nhé. Và 50g bột lăng, 50g lạc, 30g đường, 500ml nước và 100ml nước cốt dừa các bạn nhé, nước cốt dừa ấy ạ. Trước tiên thì mình sẽ đi cắt cái phần chuối đã. Lạc thì mình sẽ chóc vỏ để mình giã ra thì mình sẽ sau. Đây ạ, chuối mình sẽ bóc ra để mình cắt nhé. Với chuối này thì mình dùng độ 2 quả chuối là được các bạn ạ, không cần dùng nhiều. 2 quả chuối này, tiêu này nhé. Chuối nó hơi Trung Quốc là nó hơi thâm thâm, tức là bên vỏ là hơi đen đen như thế này thì ăn chuối nó ngọt các bạn nhé. Đấy, chuối chín Trung Quốc rồi nè. Những cái sơ này chúng ta sẽ bỏ hết đi. Bây giờ mình sẽ thái cái phần chuối này ra nhé. Các bạn cho mình vào đây phần bột lăng này, vào cái son để mình nấu lên nhé. Với phần nước để mình hòa tan cái hỗn hợp này lên. Nấu chín cái phần bột lăng nhé. Các bạn cho mình đường nữa. Phần nước cốt dừa nhé, các bạn cho mình 100ml nước cốt dừa. Nó đặc quá nên thôi mình mới chia mình lấy ra. Phần sữa đặc các bạn cũng cho mình nhé. Mình cho 100ml sữa đặc vào. Mình sẽ đun sôi cái phần hỗn hợp này lên nhé. Quấy là để cho cái phần bột ấy nó tan và nó không bị lắng ở dưới. Làm kem để không bị ngán, các bạn cho mình vài hạt muối vào nhé. Mình nấu cho cái phần bột này chín lên là được. Đây các bạn, cái phần bột nó sánh lại như thế này rồi. Chỉ nho nhỏ lửa thôi. Các bạn có thể lên đến cái phần bột này xem có vừa hay không nhé.
mà nhạt đấy thì chúng ta có thể bổ sung thêm, nhưng theo mình là thế là ngọt rồi, vì kem mình ăn ấy, thì nó phải hơi ngọt một chút nhé. Đó, khi bột nó trong như thế này là được rồi nhé, là bột đã chín rồi, mình sẽ tắt bếp để nguội. Và trong lúc chờ đợi thì mình sẽ đi làm cái phần lạc nhé. À, các bạn là cho lạc ra cho mình nhé, và mình sẽ chốc vỏ cái phần lạc này đi. Các bạn cho vào cối mình giã cái phần lạc này lên nhé. Mình chỉ cần là giã dập qua cái phần lạc này thôi, chứ không phải giã kỹ nhé. Đây, khi phần bột nó đã nguội này rồi các bạn nhé, thì các bạn sẽ cho mình vào đây. Một lớp bột ở dưới các bạn nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ cho vào đây một lớp chuối. Rửa sợi. Các bạn cho đều ra cho mình nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ cho cái phần bột lên. Khi phần bột này xong rồi, mình lại cho đến đây là một lớp chuối nữa các bạn nhé. Dừa rồi, bây giờ mình sẽ cho một lớp lạc lên trên nữa. Mình dí cái phần này xuống ấy, khi được kem ấy, thì nó không bị tách rời ra nhé. Có bột để cho nó có sự liên kết với bột các bạn nhé. Xong rồi các bạn đậy kín lại cho mình nhé. Và mình sẽ cất vào trong ngăn đá tủ lạnh từ 10 đến 12 giờ. Mình sẽ lấy ra. Các bạn, khi kem mình đã để được rồi nhé, bây giờ mình sẽ lấy cái phần kem này ra. Mình có thể dùng cái mũi dao này để mình nách vào cái phần kem này nhé. Mình cho ra ngoài.
sẽ cắt cái phần kem này ra các bạn nhé. Dạ, khi mình cắt xong rồi nhé, bây giờ mình sẽ xếp ra khoảng nhé. Đây các bạn, thành phẩm của mình sau khi làm xong ạ là đĩa kem chuối như thế này nhé. Chúc các bạn và gia đình có một món kem chuối ngon cho gia đình nhà mình thưởng thức nhé. Hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình để xem những video mới nhất của mình ạ. Ẩm thực miền quê và mình mời các bạn cùng thưởng thức với mình. Ngọt ngon của kem chuối và mát các bạn nhé.